chào quý khách hàng thân mến của BAH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Singer 4-in-1. Mình sẽ tắt bớt cái đèn màu đi để mọi người thấy rõ được cái hiệu ứng của mẫu đèn này hơn. Thì mẫu đèn này nó được kết hợp giữa đèn LED quét ti, đèn LED chiếu wobo, đèn laser và đèn chớp light, tạo ra một không gian rất là ảo. Nó phù hợp với mọi người mua trang trí trong phòng bay, phòng karaoke gia đình hoặc là những cái sân khấu tiệc party sôi động. Đèn có chế độ cảm ứng đeo nhạc và auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Đây là một mẫu đèn đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế trên studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.